Xin chào tất cả các quý khách hàng. Nhân dịp đầu xuân, Grabfood xin gửi tới quý khách hàng lời chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trong thời gian vừa qua, Grabfood luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng khi muốn lựa chọn các sản phẩm hoa quả thơm ngon, chất lượng. Trong số đó có Cherry New Zealand là một trong những sản phẩm được yêu thích hàng đầu. Cherry New Zealand được mệnh danh là một trong những loại cherry ngon nhất thế giới. Hòn đảo phía nam trung tâm Otago của New Zealand được coi là thủ phủ của cây cherry và các chủng cherry đặc biệt được ưa chuộng trên toàn thế giới. Hiện tại, vùng trên trời Otago được áp dụng phương pháp canh tác đặc biệt, đó chính là công nghệ trồng vườn trên cao. Với công nghệ này, tất cả những trái cherry đều hứng được ánh nắng mặt trời, giúp cho trái cherry hoàn hảo nhất và cho hương vị tuyệt vời nhất. Công nghệ trồng vườn trên cao được áp dụng trên các vùng đồi núi với khí hậu rất là khô lạnh, cực kỳ thích hợp cho cherry phát triển. Đầu xuân năm mới, Grabfood tổ chức chương trình tuần lễ cherry New Zealand với ưu đãi cực bất ngờ, tặng ngay 0,5 cân cherry khi mua 2 cân cherry New Zealand, tương đương giá trị 479.000 đồng một cân. Quá là tuyệt vời phải không ạ? Hãy đến ngay Grabfood từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 để được nhận ưu đãi cực sốc từ cherry New Zealand các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tại Grabfood.